theo dõi huyết áp tại nhà như thế nào cho hiệu quả. Và xin chào cô chú anh chị nha. Có nhiều cô chú thắc mắc là tại sao khi mà mình đo ở nhà xong mình vào bệnh viện bị sai, hoặc là mình đo máy đo huyết áp ở nhà sau đó mình qua hàng xóm bị sai đó. Thì thứ nhất là cô chú anh chị mình á, để kiểm định chất lượng mình nên gửi cái máy của mình về trung tâm bảo hành để biết được độ chính xác ha. Tại vì huyết áp của mình á, bây giờ đo nó khác 3 phút sau rồi. Ví dụ khi mình đang đo xong cái ai đó gọi điện mà mình hồi hộp, huyết áp mình tự động nó sẽ thay đổi cô chú anh chị nha. Còn khi mà mình từ đây qua nhà hàng xóm thì mình di chuyển là máu mình nó sẽ cần bơm nhiều hơn, nên là huyết áp sẽ không có chính xác ở chính mình rồi, nên mình không thể nào so sánh được như vậy. Rồi nếu mà mình đo ở nhà xong mình vô bệnh viện thì chắc chắn cái quãng đường đi nó sẽ làm cho mình mệt nè. Giả sử mình đo ở nhà huyết áp mình nó là 12 mà vô bệnh viện nó là 14 đó, mà rồi mình nghi ngờ không chính xác, là thứ nhất là trên đường đi mình mệt, và thứ hai nữa đó mình vào mình gặp bác sĩ tự động mình hồi hộp, mình sợ uống thuốc, sợ bệnh viện cô chú anh chị nha. Đó rồi thứ hai nữa là nếu mình đo tại nhà thì mình nên đo cùng thời điểm trong ngày để so sánh. Ví dụ như buổi sáng huyết áp mình là 12 mà tự động trưa 1 giờ trưa huyết áp mình nó đã là 13, 14 rồi, và buổi tối nó cũng khác nữa, nên là một ngày thì mình có thể đo được bất cứ lúc nào. Nhưng mà để so sánh thì mình đo cùng ngày nghe, cùng giờ, cùng thời điểm. Ví dụ bữa nay 8 giờ sáng nè, ngày mai cũng phải cỡ khoảng 8 giờ sáng, ngày kia cũng vậy. Hoặc là hôm nay mình đo buổi chiều cỡ 8 giờ tối thì mai cũng 8 giờ tối, ngày mốt cũng 8 giờ tối, để mình theo dõi là cái sức khỏe mình nó có ổn định theo từng ngày hay không. Dù mình mua cái hàng rẻ tiền, hàng Trung Quốc không rõ thương hiệu đó, mình đo mà không chính xác thì tốt nhất là không nên đo. Tại vì không chính xác mà mình uống thuốc thì rất là nguy hiểm. Còn nếu mà mình mua cái hàng của hãng rồi mà mình cảm thấy nghi ngờ thì mình nên gửi máy về hãng để kiểm định lại cô chú anh chị nha. Chứ mình không có so sánh cái máy của mình với máy nhà xóm được. Tại sức khỏe mình nó đã không ổn rồi, mình không thể nào mà dùng cái tiêu chuẩn đó để mình đo máy được đâu. Cái máy phải dùng cái máy chuẩn để đo nó, càng không thể nào đo cái máy mình với máy bệnh viện cô chú anh chị nha. Rồi vài giải đáp thắc mắc cùng cô chú anh chị nha. Để biết thêm thông tin chi tiết, cô chú vui lòng gọi cho Hoàng Sơn hoặc là vào kênh Sức Khỏe 60 giây để có thể xem thêm những cái video về hướng dẫn cách lựa chọn nè, cách sử dụng máy nè, cách khắc phục lỗi tại nhà. Rồi vài thông tin chia sẻ cùng cô chú. Tạm biệt và hẹn gặp lại.